nhiều bạn không có thói quen warm up xe đâu nhá. Mình thấy rất nhiều bạn luôn đi xe côn tay 150, không cần biết là gì bốc còi ghê. Mấy anh em đang nói chuyện thôi mà anh bốc còi, em sợ anh mỗi lần chạy được quốc lộ gặp mấy anh bốc còi ghê lắm các bạn. YouTube của mình và mình là Ngọc Phước đây. Hôm nay mình có một dịp đi về nhà nên là hôm nay mình cũng nhân tiện ha, đi tour đi về nhà thì chạy quay video nói chuyện với các bạn luôn. Tại vì cứ chạy quanh khu vực Thủ Đức nói chuyện với các bạn không á thì cũng hơi chán đúng không các bạn. Nhưng mà bị một cái là mỗi lần mình đi tour mình đi tốc độ rất là cao, không phải là rất là cao mà là khá là cao, nhưng mà là rất là ha các bạn. Mình chạy cũng ngang tốc độ cho phép của Việt Nam mình ha các bạn, 50-60 gì đó là khá cao đúng không các bạn. Thì nó bị tiếng gió các bạn nên là mình sẽ cố gắng chạy chậm. Thay vì là đi nói chuyện quay vlog ở trong thành phố thì mình đi tầm 30-40-50 thì chả bao giờ có tiếng gió đâu các bạn. Ok thoải mái luôn, nhưng bây giờ thì ra ngoài này mình đi tour, mình đang đi về nhà nên là những khúc nào mình quay video nói chuyện với các bạn thì mình sẽ cố gắng chạy thiệt chậm để nói chuyện cho các bạn cùng biết ha. Trời chạy vô các bạn. Úi trời ơi. Bạn nào mà chưa dán màn hình đó thì đừng nên làm như mình nhé. Đừng có nên xe đang bụi mà vuốt qua vậy nhé. Vuốt qua vậy dễ chạy cái nhựa màn hình các bạn. Cái này là bằng mica nè các bạn. Là các bạn mà vuốt qua vậy là nó trầy dâm hết á, xước lông mèo các bạn. Còn xe mình với ba đường quốc lộ thôi mà làm gì với ba căng quá vậy. Còn xe mình thì hiện tại là đã dán BBF các bạn, cái miếng này là mình dán BBF nè bên anh Nguyễn Thông. Thì bạn nào muốn mua thì cứ việc lên Facebook hoặc là shopee của anh Nguyễn Thông, anh sẽ bán cho các bạn. Ok mình sẽ để link bên dưới cho các bạn cùng biết ha, không quảng cáo đâu các bạn. Lâu mình nhớ là mình muốn mua cái gì thì mình để link cho các bạn thôi, chứ cũng chả quảng cáo, cũng chả ai nhờ mình quảng cáo đâu các bạn. Kênh mình nhỏ xíu mà quảng cáo cái gì ha. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề cũng nói rồi các bạn ạ. Cái này thực ra là video mình đã nói rồi, đó chính là vấn đề mình đi nhớt gì, hiện tại mình đang đi nhớt gì, rồi đi tour thì nên đi nhớt gì hợp lý. Cái video này mình nói rất là lâu rồi, mình nói chắc cả nửa năm trước rồi các bạn. Nhưng mà giống kiểu là dạo gần đây được nhiều bạn ủng hộ, nhiều bạn thương nên là lượt tương tác cũng tăng, sách cũng tăng, rồi view cũng tăng lên một xíu xíu. Chắc là mấy bạn không có biết là mình đang chạy nhớt gì nên là một ngày thì mình trả lời cả fanpage, cả inbox, cả comment YouTube và comment TikTok nữa các bạn, rất nhiều luôn. Là các bạn hay hỏi mình là anh ơi anh chạy nhớt gì vậy, anh đang đi nhớt gì cho xe của anh vậy, rồi nhớt gì phù hợp với đi tour vậy anh ơi, rồi em có thể tư vấn cho anh một loại nhớt tốt nhất cho mình đấy đi không. À cái câu mà em có thể tư vấn cho anh một loại nhớt tốt nhất cho mình đấy đi không á, thì hôm nay mình cũng trả lời luôn cho cái anh đó luôn ha, là anh ơi không có nhớt nào tốt nhất cho Win X cả anh à, tùy nhu cầu sử dụng của anh thôi. Em không phải là người bán nhớt đâu, nhưng mà tùy nhu cầu sử dụng của anh mà anh chọn lựa nhớt cho phù hợp. Ví dụ như là anh đi thành phố hoài thì anh có thể chọn một loại nhớt nào đó nó mát thôi, hoặc là anh đi tour nhiều thì anh chọn một loại nhớt nào nó bốc chạy cho nó sướng, tùy anh à. Nên là cái vấn đề nhớt á tùy nhu cầu mà anh có thể sử dụng nhớt khác nhau. Ok nha anh. Mấy bạn hỏi mình là mình đang chạy nhớt gì thì nói thiệt với các bạn luôn là cả một năm nay rồi mình chỉ đổi đúng một lần nhớt, đó chính là qua Sado Racing chạy thử xong rồi mình lại quay về lại Fuxicolin mình đang chạy là Fuxicolin 10W40 ha các bạn. Thì mình đi cấp nhớt là 40, nhiều bạn cứ thấy là
Ủa sao xe chạy cấp nhất 30 chứ mấy mà giờ mình chạy cấp nhất 40 thì có sao không? Hoàn toàn không sao đâu các bạn. Các bạn chạy nhất 40 thì đương nhiên nhất 40 sẽ đặt hơn nhất 30 một xíu. Và cái nhất 40 thì các bạn nên lúc mà warm up xe các bạn. Nhiều bạn không có thói quen warm up xe đâu nhá. Mình thấy rất nhiều bạn luôn đi xe côn tay 150 không cần biết là gì bốc còi ghê. Mấy anh em đang nói chuyện thôi mà anh bốc còi em sợ anh. Để làm thầy quốc lộ gặp mấy ông bốc còi ghê lắm các bạn. Cái thói quen warm up xe nó rất là tốt cho xe nha các bạn. Mỗi lần một buổi sáng các bạn chuẩn bị lấy xe đi làm, đi đâu đó, đi học gì đó thì các bạn nên đề máy xe lên, không nẹt bô nha các bạn. Đề lên, bấm nút đề thôi, đừng có lên ga gì cả. Bấm vào nút đề cho xe nó đề lên. Rồi, ngồi đó, mang khẩu trang, mang mũ bảo hiểm, rồi mang bao tay gì đó các kiểu tầm phút gì đó thì các bạn bắt đầu vô số và đi tiếp là được rồi. Warm up xe càng kỹ thì xe càng bền nữa các bạn. Nhiều bạn không có thói quen warm up đó. Tại sao mình lại nói đến vấn đề warm up ở đây? Khi mà các bạn đã đổi qua nhất 40 các bạn chạy thì các bạn phải warm up xe kỹ hơn cái việc là các bạn chạy nhất 30. Thay vì các bạn chạy nhất hãng hoặc là các bạn chạy một số nhất ngoài mà nó cái thông số nhất là cái sự chỉ số đầu mình không nói nhé, 5 hoặc là 10 hay là 15 gì đó mình không nói, nhưng mà nó có W xong rồi đến cái số gì đó giống kiểu là 30, 40, 50, thì cái số càng lớn nhớt càng đặc, và cái việc nhớt càng đặc thì các bạn warm up xe càng phải kỹ và càng phải lâu ha các bạn. Cái đó là điều tiên quyết và bắt buộc luôn. Mỗi lần chạy chỗ này nguy hiểm lắm, cái ô tô đằng sau là nó bị ngáo các bạn. Trời, nên là mình ghê lắm, nãy giờ nó đi bốc còi riết à. Dừng đèn đỏ xong nói chuyện với bạn tiếp nhá. Đó các bạn. Trời ơi. Thôi ông chạy một chút mẹ đi. Chạy nó chết tôi với ông ơi. Ừ các bạn, mỗi lần mà đi quốc lộ gặp mấy xe vậy là mình ghê lắm. Thôi cho nó chạy trước đi. Tại sao mà cả một năm nay mình vẫn chỉ xài phút siêu cô lên trong đó khi cái thế giới đã ra biết bao nhiêu lại nhớt rồi các bạn, mà mình không có thói quen là mình đổi nhớt. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra các bạn mình lười. Nói thiệt là một vấn đề là mình lười các bạn ạ. Một lần thay nhớt của mình đi tầm khoảng 2.000 mấy đến 3.000 mấy cây. Cái đợt vừa rồi là cái đợt mà mình bận quá, nhà mình có việc xong rồi mình bận quá, mình chạy lên chạy về nhà 2-3 vòng liên tục á, thì nhớt nó chạy lên tới 4.000 cây á. Hơi sót xe một xíu nhưng mà mình đã thay rồi. Xe mình giờ chạy nhớt mới rất là sướng ha các bạn. Cái xe nữa, chiếc 64 mình chạy trước đi anh, chạy sau rồi anh cứ hoài hoài đó nữa. Tại sao mình lại không đổi nhớt? Tại vì mình cảm thấy nhá, mình tìm được cái nhớt nó phù hợp với nhu cầu của xe mình rồi, nên là mình sẽ không đổi nữa. Phúc thì nó được cái lợi gì? Được cái lợi đầu tiên là mát máy các bạn. Rất mát, rất êm, chạy rất mượt. Nhưng mà Phúc Cipollin chạy nó không có độ bốc đâu. Nếu như các bạn mà mới đổi từ nhất hãng qua các bạn chạy Phúc ấy thì các bạn sẽ thấy là nó hơi bốc. Nhưng mà nếu như mà các bạn chạy nhiều loại nhớt rồi, các bạn chuyển về nhớt Phúc các bạn chạy ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó chả bốc tí nào cả. Cái xe nó cứ chầm vậy á. Các bạn chạy các bạn sẽ thấy nó ì đi rất là nhiều. Nhưng mà nó ì nó cũng được. Chẳng qua là được cái là êm máy và mát máy các bạn à. Các bạn chạy thành phố rất là sướng, các bạn đi trong đường tắt đường rồi các kiểu thì nó cũng không đến mức gọi là quá nóng. Để mà đánh giá được một cái nhớt đó các bạn thì mình khuyên các bạn á, nên đổ nó vô xong rồi chạy vòng quanh thành phố tầm khoảng 100 cây đi, xong rồi sau đó các bạn sẽ giống kiểu cuối tuần các bạn đi chơi đâu đó, các bạn xách xe bạn đi cái tour ngắn cũng được tầm khoảng 100 cây, để các bạn cảm nhận được là khi mà cái xe các bạn á hoạt động với hiệu suất gọi là hiệu suất hơi cao một xíu ha, đi trong thời gian dài, đi liên tục trong tầm khoảng 1 tiếng á, thì cái nhớt nó có đáp ứng được cho cái xe các bạn hay không, nó có hiện tượng là xào, có róc máy, có nóng máy hay là có bị ì, bị đuối gì hay không. Thay vì là các bạn cứ đi lòng vòng ra thành phố, cái nhớt sẽ không phát huy được hết tác dụng của xe các bạn đâu. Thì các bạn phải đi tour, các bạn phải cầm cái xe các bạn đi rồi cho nó hoạt động trong một cái hiệu suất gọi là hơi căng một xíu, hạt co một xíu ha, bằng cách là các bạn chạy liên tục vậy nè, các bạn chạy liên tục trong tầm khoảng nửa tiếng, một tiếng gì đó, các bạn làm như vậy á thì các bạn mới cảm nhận được là ừ, cái nhớt này nó hoạt động liên tục thì nó có bị xuống cấp hay không, nó có bị nóng lên rồi nó giảm đi cái độ nhớt của nó, hay là nó có kêu, nó có xào, nó có bị hỏng hóc đâu đó hay không. Đó, cái đó là cái vấn đề chọn nhớt rất là quan trọng luôn các bạn ha. Nếu như cầm một bình nhớt mà các bạn chạy trong thành phố không thì các bạn sẽ không thể nào mà cảm nhận được nó ổn định đâu. Các bạn chỉ biết được là à, nhớt đó mát hoặc là nhớt đó nóng rồi vậy thôi, chứ các bạn không biết được là cái nhớt đó nó sẽ như thế nào nếu như các bạn đi xa hoặc là
nó có đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn hàng ngày hay không, hoặc là nếu như các bạn có lỡ may hạt co thì nó có chịu được với cái khả năng của các bạn hay không. Nên là chung quy lại không có loại nhớt nào tốt nhất cho một cái xe cả, tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Thì mình chỉ mới sử dụng qua hai loại nhớt bên ngoài và một loại nhớt hãng. Nhớt hãng là 118.000, còn nhớt ở bên ngoài là Sado Racing và Fuxiclin. Nếu như mà mình mà là người chịu thay đổi, mình mà là người chịu test đó các bạn, thì mỗi đợt thay nhớt mình đổi một loại nhớt, thì bây giờ chắc mình cũng xài được đâu khoảng chục loại nhớt rồi á các bạn. Nhưng mà mình không, mình đã tìm được một loại nhớt phù hợp với nhu cầu của mình và với cái tính cách chạy của mình, nên là mình quyết định chung thủy với nó bằng cách là chạy Fuxiclin. Thì nếu như sau này mà mình có vô tình, ví dụ như cơ duyên nào đó mình có thay được một loại nhớt là nó tốt hơn Fuxiclin, thì mình sẽ trải nghiệm tiếp cho các bạn cùng biết. Chứ hiện tại bây giờ thì mình vẫn xài Fuxiclin thôi. Nên mình có một vài lời khuyên cho các bạn về vấn đề chọn nhớt, đó chính là nếu như mà các bạn chọn nhớt á mà để đi tour á, thì mình chỉ mới xài ba loại nhớt á, thì mình lái đi tour các bạn sẽ nên chạy Sado Racing, đi tour nhiều, chạy rất sướng, không có nóng nha các bạn. Sado Racing mà các bạn chạy đường như thế này nè, đường mà thoáng vậy nè, các bạn lên tốc độ tầm 70-80 liên tục đó, thì làm sao mà nóng nổi. Cái thứ hai là nếu như các bạn chạy đường hỗn hợp như mình á, đó là có đi tour, có chạy thành phố nhiều nha các bạn, thì mình khuyên các bạn là nên chạy Fuxiclin. Còn mình chưa được sử dụng những loại nhớt khác, nên là các bạn có hỏi mình là nhớt khác có xài ổn không, hay là nhớt này nhớt kia gì có ổn hay không anh ơi á, thì mình cũng xin trả lời các bạn luôn là nếu như nhiều bạn yêu cầu quá thì mình sẽ thử thay lại nhớt đó. Giống như bây giờ các bạn hỏi mình là Repsol Racing thay có ổn không xanh, thì mình sẽ, nếu như mà tầm khoảng chục bạn, trăm bạn gì đó comment hỏi gì đó, thì ok, mình sẽ cố gắng mình gọi là đợt nhớt sau mình sẽ thay thử Repsol. Nhưng mà mình nghe bảo là Repsol nóng, cái đó là mình nghe người ta bảo thôi, chứ mình chưa được trải nghiệm nên mình cũng chưa biết là nóng hay không. Quan trọng là ở cái trải nghiệm của bạn, nhớt mỗi người một trải nghiệm các bạn, không ai trải nghiệm giống ai cả. Tùy vào nhu cầu sử dụng các bạn và tùy vào cái tính cách chạy của các bạn, mà các bạn khen hay là chê cái loại nhớt đó. Ok, video của mình thì nói về nhớt vậy thôi, dành cho các bạn nào mà mới là viewer mới của kênh mình ha. Hiện tại kênh mình cũng được 7.000 sub rồi các bạn, nên là bạn nào mà có yêu thích mình, có yêu quý mình đó, thì cho mình xin một like, một subscribe vào video này nhá. Rồi bạn nào mà chưa coi mình đi nhớt gì, mình đang chạy nhớt gì, thì đây có thể là một video để giải thích cho các bạn cùng biết. Cảm ơn các bạn đã xem video này rất nhiều. Bây giờ mình tiếp tục vào tour đây. Nãy giờ mình chạy tốc độ này là nó chậm đâu đó khoảng tầm 15 phút đến nửa tiếng về nhà của mình rồi đó các bạn. Chắc là mình sẽ tắt video tại đây thôi. Rồi tạm biệt các bạn ở đây thôi. Tạm biệt các bạn. Bye bye.